Xin chào tất cả anh em, chào mừng anh em đến với trang Chiến Bùi. Hôm nay lên giao lưu với anh em một cái kính nó đã bị bom, đó là cái kính Ray-Ban Tướng Quân. Nó thực sự là lần đầu tiên mà cái hàng luxury mà lại bị bom như thế này, cũng hơi bị ngược. Bởi vì thực ra là đối với những anh em mà đã chơi đến hàng cao, ví dụ như những cái hàng mà Ray-Ban Tướng Quân, Ray-Ban Diamond Heart, kính cơn, đa số là anh em đều đã có kinh tế và có một cái tầm hiểu biết nó khá là vững trong cái cách chơi. Tuy nhiên thì trong cuộc đời thì nó cũng không phải ai cũng hết được chữ ngờ. Bởi vì khi mà giao dịch thì giao dịch cũng khá là nhanh, trao đổi sơ qua một chút và cọc tiền khá là nhanh, nhưng mà mình không nghĩ đến là những cái trường hợp nó lại như thế này. Mình vẫn luôn tự hào là một người đã nhận định về khách hàng nó khá là tốt, chỉ cần trao đổi một vài cái key trong cái giữa người mua và người bán thì mình sẽ nhận biết được cái người mua có khả năng mua được không, và kể cả người ta có khả năng mua tuy nhiên người ta mới chơi hay là có những cái mặt hàng nó về sưu tầm thì mình sẽ thường không bán, bởi vì câu chuyện mình đã gặp rất là nhiều rồi. Có tiền chưa phải là tất cả, mà sau khi mua hàng nó là những cái cuộc gọi điện hoặc là những cái việc trao đổi nó rất là mất thời gian. Em ơi, có cái này có zin không, cái kia có zin không. Mình đã nói rất là nhiều với đối với anh em rồi, những cái mặt hàng mà nó có tính chất sưu tầm thì mình cũng nên tìm hiểu trước khi mua bán. Bởi vì thực chất như thế này, đã hỏi nói rất nhiều với anh em thì là cái việc là đồ này có zin không, có chuẩn không, thì trong bán hàng thì mình luôn nói là zin chuẩn, ok. Những anh em mà hỏi ngược những câu hỏi như thế về người bán hàng, bản thân mình hoặc là tất cả những người bán hàng, dù có thành thật hay không thành thật, người ta đều sẽ trả lời bạn là zin chuẩn. Thế thì đâu, làm sao khi mà mình nghe một cái câu zin chuẩn như thế, chắc chắn là mình vẫn chưa an tâm, cho nên đừng hỏi. Bởi vì nếu mà hỏi người ta trả lời như thế, thực ra là nó chỉ yên lòng một phần thôi, chứ còn đêm vẫn khó ngủ lắm, không ngủ được. Và mình phần đi hỏi bạn bè, hỏi những người khác. Tuy nhiên trong cái việc nó rất là buồn cười là hỏi bạn bè sẽ tin hơn hỏi người bán. Bạn bè chứ, có người biết, có người không biết, có người phán bậy, có người phán chuẩn. Cho nên là câu chuyện nó nhiều khi nó rất là ngược và rất là buồn cười. Ở một cái thế người mua và người bán, người mua đang bị mất tiền mà nghe người bán giải thích thì chắc chắn là câu chuyện nó sẽ là không bao giờ nó vào được. Cho nên là mình thường mình thu đồ. Cái kính này nó cũng tương tự như thế. Đây là cây Ray-Ban Tướng Quân, là cái vỏ nó bao zin này. Ray-Ban Tướng Quân và nó là size 62. Cái size nó cũng khá là hiếm, vì thực ra là trước mình bán khá là nhiều về size 58, size 62 đó là lần đầu tiên. Đây là cây size 62, cái len của nó là còn khá là đẹp. Cái vỏ nó, cái phần lắc kê vàng, mạ vàng nó vẫn còn đẹp. Anh em nhìn cái bụng của nó còn rất là đẹp này. Phần trên này. Giá giao lưu của chiếc này là 14 triệu rưỡi. Cái phần gối bên này thì nó hơi bị nhẹ một chút. Cái phần gối bên này nó hơi bị nhẹ một xíu. Cái phần này nó có lẽ là khi mà họ gấp vào như thế này, họ đút vào bao thì nó sẽ bị trà vào cái phần như thế này. Đó là cái phần trà vào cái vỏ bao này thôi. Ở bên trong này khi họ đút vào, nó không có cái phần kê là nó sẽ bị trà nhẹ một chút như thế ở cái phần bên cạnh này. Còn tổng thể của cây kính nó còn rất là đẹp, không bị rôm mốc gì cả. Phần dưới bụng bị một xíu nhẹ nhưng mà nó không đáng kể. Đây là cây Ray-Ban Tướng Quân RB50, anh em biết rồi. Một trong những cây kính nó khá là đặc trưng. Mặt của mình thì thường đeo những cây 58 là vừa, cây 62 này có vẻ hơi to một chút. Đối với những anh em mà khuôn mặt to một chút thì đeo nó sẽ phù hợp hơn. RB50 thì anh em biết rồi, nó là một trong những cây kính thuộc top của Ray-Ban. Có lẽ là nó xấp xỉ với lại Ultra 50 cùng với lại Ray-Ban Diamond Heart, là ba cái len nó gần như là thống trị trong cái hệ thống Ray-Ban. Tuy nhiên đối với Ray-Ban thì
nó có rất là nhiều cái mắt hay, đó là RB2, RB3 hay là Pelesius dòng lái xe B, dòng lái xe là B20 hay là B15 TGM, nó đều mỗi một cái kính, mỗi một cái lens nó đều có một cái đặc tính riêng ở trong một cái hoàn cảnh nhất định, thì nó là có một cái độ độ mạnh về trong cái thiên hướng trong cái hoàn cảnh cụ thể đấy. Thì Ray-Ban Tứ Quân thì anh em đeo nó sẽ khá là phù hợp với lại cái tiết trời mà có lẽ là mùa thu như thế này, bởi vì nó là những cái dòng mắt trà trời bưởi rơm rơm mình đeo vẫn ok. Cái kính này thì nó còn khá là đẹp và cái hình thức thì mình đã sơ cũng tả sơ qua cho anh em rồi. Nó có phần gối đây nó hơi bị mòn nhẹ. Đối với những cái kính của mình thì thực ra là nó bị mòn nhẹ một xíu. Mình mô tả rất là kỹ, còn cơ bản nó rất là đẹp. Bởi vì hàng của mình đã tuyển chọn rất là kỹ. Và khi mà bảo 90 nó là 90, 95 nó là 95%, nhưng còn nhiều anh mua kính biết rồi. Nếu mà anh nào đã từng mua kính của mình thì chắc chắn những cái dòng Ray-Ban Tứ Quân, Ray-Ban Diamond Hard chắc chắn là sẽ không mua được ở nơi khác. Mặc dù giá của mình đắt hơn là vì sao, nó có lý do. Và thực sự bây giờ những cái kính như này mua rất là khó. Cái kính này thì hôm vừa rồi thì cũng nói qua một câu chuyện, nó rất là nó cũng là bình thường trong cuộc sống thôi, bởi vì kiến thức của mỗi người nó theo một cái tầm nhất định. Cái kính này thì được bán cho một anh ở Nam Định, thì trao đổi sơ qua thì được giao dịch rất là nhanh và anh có đặt cọc 3 triệu để giao dịch cái kính này. Thì khi mình chuyển cốt, bởi vì anh em lần đầu tiên giao dịch và trong cái cách nói chuyện thì anh cũng có vẻ là đã từng chơi, và bởi vì chỉ đích danh cái kính cùng với lại cái trao đổi một một vài cái rất đơn giản là đi đến mua bán ngay, thì mình cũng không không truy vấn gì cả. Thì đến lúc bưu tá giao hàng thì anh có nhận cái kính và có gọi điện cho mình, thì có nó bảo là cái nước vàng này nó lại vàng chóe đấy, liệu có phải mạ lại không em? Thì xin thưa là những cái kính Ray-Ban Tướng Quân cùng với những cái kính Diamond Hard thì tất cả cái phần mạ vàng của nó là mạ vàng 24, và anh em biết rồi, vàng mạ vàng 24 thì nó sẽ sáng, nó chói hơn so với vàng 18. Sau khi nói chuyện một lúc thì mình có biết là anh ấy cũng làm hàng vàng, bản thân anh cũng là làm tiệm vàng ở Hà Nội, ở Nam Định. Thì mình trong đầu mình đang nghĩ là nếu mà làm tiệm vàng đã làm về vàng thì mình phải biết được phân biệt được cái vàng là vàng 24, vàng 18, và anh cũng hỏi rất nhiều lần. Thì mình có nói là bao zin, bao check, nếu mà không zin thì cái kính cứ để lại, tiền thì gửi lại 14 triệu rưỡi, có nghĩa là 1 đến 1. Nhưng mà anh vẫn hỏi lại là thế bây giờ thì anh lăn tăn không, cứ lăn tăn bảo thế cái dùng cái này nó có bền không. Thực ra của bền tại người, chứ bây giờ giả sử anh đi mua một cái xe máy, một cái điện thoại, anh hỏi người bán có bền không, biết thế nào là bền. Bây giờ dùng, nếu mà dùng giữ gìn thì là nó sẽ bền. Nếu mà mình có chỉ là cái dùng cái kính, những cái kính như thế này, mạ như thế này, khi mà đeo trong một ngày làm việc mà buổi chiều tối mình mang về mình xả nước lạnh qua một chút, sau đó là thấm khăn khô để phòng điều hòa là tốt nhất. Bởi vì những cái kính như này nếu mà để ở trong bao lâu ngày nó cũng không phải là tốt. Bởi vì cái khí hậu Việt Nam là nó nóng ẩm mưa nhiều, cho nên là nó sẽ làm cho bị oxy hóa, những cái việc đấy nó rất là bình thường. Tuy nhiên sau khi giải thích một vài câu hỏi thì anh lại hỏi lại những câu hỏi như thế. Ví dụ câu hỏi A trả lời xong rồi, câu hỏi B trả lời xong rồi, xong nói chuyện anh quay lại hỏi câu hỏi A, lại hỏi câu lại hỏi câu B, thì chẳng lẽ là mình lại đi giải thích y xì như thế à? Câu chuyện là anh ấy rất là cuống, luống cuống trong cái việc như thế. Thì anh bảo là thôi, mình cũng bảo là thế thì anh cứ gửi tiền người ta, xong rồi ngày mai check được thì sau một ngày nữa không ưng gửi lại để đi check các shop hôm đấy ngày chủ nhật. Thì anh ấy đồng ý, nhưng mà lại lại không đồng ý là gửi lại cái phần tiền còn lại cho nhân viên ship. Thì mình mới đề xuất và thôi anh gửi lại kính cho em bắn cho anh lại tiền đúng 5 giây.
là mình bán lại tiền thôi. Chứ còn những cái việc mua bán mà cầm cái kính lên còn không biết là thật giả, giải thích cái gì. Cầm một cái kính lên, thực sự cầm lên tay như thế này rồi còn không biết thật giả thì bây giờ hỏi zin hay không zin thì thế thằng bán hàng nó bảo là zin thì cũng có biết là zin đâu, thằng bán hàng nó lúc đấy nó bảo là không zin thì cũng có biết là không zin ở chỗ nào đâu, bởi vì mình trong đầu mình nó không có một cái gì cả thì làm sao mà biết được nó là zin hay không zin. Cho nên là tôi nói với anh em rồi rất là nhiều lần, có tiền chưa đủ và những người có tiền chưa chắc là đã biết chơi. Cái điều đấy nó là cái mà làm những người có tiền phải xem lại, bởi vì nếu mà có tiền không chơi ok, nhưng mà nếu mà đã chơi thì nên tìm hiểu và nên trong đầu mình có cái gì để nó xứng đáng với mình được gọi là người có tiền. Người có tiền là phải có hiểu biết, chứ không phải người có tiền mà lại không biết chơi thì là câu chuyện nó lại hoàn toàn là khác. Giả sử mà không chơi thì người ta sẽ đánh giá khác, nhưng nếu chơi có tiền mà chơi mà không biết chơi thì người ta sẽ đánh giá nó ở một cái mức gọi là thà không chơi còn hơn. Có nghĩa là thà không có tiền, thà cứ đeo ba cái kính lằng nhằng này, thế cũng được cho nó khỏe. Cho nên là rất là nhiều câu chuyện mà giao lưu với những anh em mới chơi là câu chuyện nó rất là trường kỳ. Mua bán xong, mình mua bán xong là chỉ thích xong là xong. Bởi vì là câu chuyện là anh em đều đã hiểu rồi, cho nên rất là dễ. Còn nếu mà mua bán mà cứ nay gọi điện em ơi thế này, xong lại dăm ba hôm nữa lại nghe ông nào đâm bị thóc chọc bị gạo, bởi vì bản thân mình có biết cái gì đâu, thằng bạn bên hàng xóm nó nói thế này thì lại tin nó, mai đi cà phê nói chuyện thì với thằng bạn nào đấy lại cũng tin nó, bản thân mình không có cái gì cả và bản thân mình cũng không bao giờ tin được tin thằng bán hàng. Đừng bao giờ tin thằng bán hàng, bản thân mình phải có một cái gì đấy mình biết, không biết nhiều thì cũng phải biết một vài cái kỹ cơ bản. Còn những cái nó quá tinh vi thì kể cả cái thằng bán hàng nó cũng không biết được. Còn những cái tinh vi thì không không thể nói được. Và nhiều người chơi đến già vẫn bị lừa. Cái chuyện này là chuyện rất bình thường. Còn những một vài cái nó cơ bản mình nên biết. Và nó khá là thông dụng. Bởi vì những cái kính thì, những cái kính đeo băng thì còn dễ. Lên mà đời kính cơn ấy, thì nó mới là kinh khủng. Thì mới là những cái kiến thức nó khá là sâu. Cho nên những cái dòng kính như mà chơi sưu tầm như thế này thì nói rất là nhiều anh em thì là nên tìm hiểu và có đội chơi. Chứ còn bây giờ ngay cả bản thân mình làm hàng vàng mà mình cũng không không biết được những cái về cái vàng như thế này thì cái đấy là cái chuyên môn của mình rồi, là cái anh ấy làm hàng vàng rồi, còn không biết thì cái nghề của mình còn không rõ thì làm sao mà cái kính là mà bắt đầu ngồi nói chuyện với nhau được. Nên là mình thực sự là mình cũng không phải là buồn, nhưng mà thực sự là cái đấy là cảm thấy là thất vọng. Thất vọng mình là cái cách chơi của người có tiền. Khoảng 30 phút sau thì anh ấy có gọi điện cho một đầu ở Hà Nội, cũng là đầu kính, mua cái kính và cũng hỏi là có zin hay không, bao zin. Thì bạn lúc đó là mình ngồi ngay ở đấy, mình nghe được cuộc điện thoại luôn. Và mình có cảm giác, những cái cảm giác của mình nó tốt lắm. Khoảng lúc đấy là 11 rưỡi. Chính xác, nếu mà anh có xem video này, chính xác là khoảng tầm 11 rưỡi, 11 giờ 35. Anh có gọi, và nick của Facebook của anh có hai TL. Trên TL, có lẽ là tên của hai vợ chồng. Gọi lên khoảng 11 rưỡi hỏi là có zin hay không zin. Thì lúc đấy em cũng suy nghĩ hôm trước em bảo rồi, chẳng lẽ lại đầu kính ấy có hỏi em là có bán không, thì em thực ra là mình đã cảm giác là đúng người đấy rồi, thì mình mới xem ảnh qua thì thấy ảnh Zalo với ảnh Facebook giống nhau, rồi chẳng lẽ lại chơi ác lại bảo mang nguyên cái kính như này lại đưa lại thì nó hơi hơi ác. Nhưng mà thực ra là nếu mà trong câu chuyện mà người ta đã không biết rồi thì thôi, câu chuyện nó bỏ qua, mình cũng không sân si, cũng không 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 chơi như thế nó ác quá. Bởi vì thực ra nếu mà anh đang muốn mua một cái kính đẹp về cái dòng Ray-Ban Diamond hoặc là Tướng Quân ở khu vực Hà Nội, chắc anh chỉ có quay lại em. Và câu chuyện là đấy là quay lại với điều kiện là anh biết em biết biết đồ thôi, còn nếu mà không biết đồ thì chịu. Rồi, chơi đồ này nó không phải là dễ nhưng cũng không phải là khó, và đặc biệt là những anh em mà ở tỉnh thì cái điều kiện về tìm hiểu về kính
những nơi nó không có phòng trà nó sẽ khó khăn hơn. Nhưng mà ví dụ như về Hải Dương hay là một vài tỉnh khác, Quảng Ninh, Khánh Hòa hay Đồng Nai thì cũng một vài tỉnh là người ta cũng có phong trào chơi, có nhóm chơi thì nó tìm hiểu nó sẽ dễ. Video thì chỉ có mỗi cái kính còi, mà nói thì cũng hơi lâu, số tiền thì cũng bằng gần số phút của của video rồi. Xin cảm ơn anh em, rất mong anh em quan tâm ủng hộ những cái mình chia sẻ ở những cái video như thế này, để mong rằng là chúng ta có những cái nó giao dịch nó thuận lợi. Còn nếu mà cảm thấy khó thì bỏ qua. Cá nhân mình thì chưa bao giờ nặng về mua bán, mặc dù là mình là một người thuần mua bán. Nhiều anh em cứ bảo lên đây và chia sẻ đam mê với lại cái gì, không có tiền không đam mê được. Lên đây là mua bán là sát thương. Cho nên là việc mua bán mình muốn nó giao dịch nó thuận, thuận mua vừa bán, và anh em cũng phải biết đồ thì giao dịch nó sẽ là dễ hơn cho cả hai. Xin cảm ơn anh em.